cách bẫy ruồi lính đen hiệu quả. Nếu như bạn cũng đang tò mò về khái niệm ruồi lính đen, thì cùng tìm hiểu ngay trong bài viết này nhé. Ngoài ra sẽ được bật mí những tuyệt chiêu về cách bẫy ruồi lính đen nữa đấy. 1. Ruồi lính đen là gì? Ruồi lính đen là một loại côn trùng đặc biệt, không giống như những loại ruồi gây hại. Nó sinh sống, phát triển vòng đời trong vòng 45 ngày, từ trứng phát triển thành ấu trùng, rồi từ ấu trùng phát triển thành nhộng, nhộng phát triển thành côn trùng, và sinh đẻ. 2. Công dụng ruồi lính đen có gì đặc biệt? Ruồi lính đen là loại ruồi được chọn lọc từ nhiều loài ruồi có ích để xử lý rác, là do chúng không vào nhà và là một trong những loài ruồi có lợi nhất. Bản thân ruồi lính đen trưởng thành và ấu trùng của chúng đều không mang mầm bệnh, do vậy chúng không là tác nhân truyền bệnh cho người và vật nuôi. Ruồi lính đen trưởng thành không có miệng và dĩ nhiên là không ăn, không cắn phá, không gây hại con người, cây trồng và vật nuôi. Chúng không ăn hoặc đậu vào thức ăn của con người và dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chứ không bay lung tung. Do đó, chúng ta ít khi thấy ruồi lính đen. Chính từ việc giảm thiểu lượng chất thải nhanh chóng như vậy, nên vô hình chung, ấu trùng ruồi lính đen đã giảm đáng kể chi phí thu gom, vận chuyển và lấp chất thải hữu cơ cho các hộ gia đình. 3. Cách bẫy ruồi lính đen và mèo để nuôi chúng hiệu quả. Kỹ thuật áp dụng trong cách nuôi ruồi lính đen được xem là đơn giản nhất so với các loài vật nuôi khác. Để chuẩn bị cho một quy trình nuôi ruồi lính đen tương lai, bạn cần chuẩn bị nhà xưởng, bể nuôi, khay ủ trứng. Nếu bạn muốn đầu tư cho sự sinh sôi, phát triển của loài ruồi lính đen này, thì những ngôi nhà lưới ngoài tự nhiên, có mái che cũng là điều cần thiết. Với cách bắt ruồi lính đen siêu hiệu quả này, thì bạn không phải tốn quá nhiều tiền cho thức ăn. Chỉ với phân gia súc, gia cầm và các phụ phẩm nông nghiệp là các chú ruồi lính đen đã có thể lớn nhanh chóng rồi. Liên hệ để được hỗ trợ thông tin sản phẩm tư vấn về ruồi lính đen. Hãy like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất về ruồi lính đen.